Mình sẽ chỉ các bạn làm bánh dứa nha. Đầu tiên các bạn phải chuẩn bị bơ cho mình Giờ mình và sẽ quậy một cái nó. chiếc bột và một cái lòng đỏ trứng. Các bạn hãy khuấy thật là đều tay nha. Lúc này đây thì khi sau khi khuấy các bạn sẽ thấy một cái hỗn hợp lỏng cũng rất là thơm, đúng là thơm hơn mình cho thêm lòng đỏ trứng nè. Sau đó các bạn phải cho thật là nhiều bột vào nữa nha. Có thể dùng máy khuấy cho nhanh nè. Dùng nó giống trong chỗ nó nhỉ. Sau bước này các bạn phải cho thêm bột vào nữa lắm nha. Rất là thơm nhé. Đây là bơ bỏ vô giờ cái sữa hỗn hợp đặc. này rất là sệt và rất là Bơ thơm mẹ. đây. Bước cuối cùng là các bạn sẽ vo hành hai viên, một viên bột và một viên dứa. Các bạn hãy dùng viên bột bọc để viên dứa và vo tròn nhé. Nếu có khuôn thì các bạn hãy ép nó vào khuôn, còn không thì các bạn cứ vo tròn rồi nướng như mình cũng được. Lúc này mình đang ở trong một cái lớp học làm bánh. Bánh này là được mình làm ở Đài Loan nha các bạn. Mình làm chung với mẹ và em gái của mình đó. Lúc này thì thầy đã hướng dẫn mà mình cứ làm theo thầy thôi. Mình có quay lại với em gái mình nè. Và đây là thành phẩm mình đã làm ở nhà nè các bạn.